Mà công nhận ha, hai người hôm nay đi ký hợp đồng mà mặc đồ coi vẻ sặc sỡ hết tới tới rồi đó. Trời ơi, đi ký hợp đồng mà cưng, mình phải mặc một bộ đồ đỏ cho em nhỏ nó vui nè. Thấy không? Giống như bao lì xì, thấy không? Đây giống dĩa tiết canh không? Hên liền. Uống nước nha. À, dạ, anh coi cái bản hợp đồng này ha. À, chột bụng nữa. Sao đây nha? Nữa hả chị? Nữa. Mới có lần ba. Chị đi cái. Chị đi vui vẻ. Alo, Lâm Tâm Năm xin nghe. Giờ này mà còn ngái ngủ nữa, lớn chuyện rồi kìa. Chuyện lớn là chuyện gì cô? Con FB nó giận cô rồi kìa. Cô bắt nó về Việt Nam, nhưng mà cuối cùng bây giờ nó giận cô, nó không thèm dòm tới cái bản mặt cô nữa nè. Năm, mày về Việt Nam gấp, mày theo sát nó giùm cho cô đi. Hả? Cái gì? Con đi về Việt Nam hả? Chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân. Rồi tao biết rồi, bây giờ thích cái gì nói ta, tao mua về cho. Hey, tao đang đứng ở một cái tiệm áo dài cực kỳ đẹp luôn, đẹp lắm. Ha, đợt này về tao mua cho mày 10 cái áo dài luôn, được chưa? Ừ, vậy nha. Vậy hả? Thì mày nói em mày á là đem tới khách sạn A-in Hotel, lầu 2, phòng 202, cách hành lang 4 phòng. Vậy nha. Rồi, bye bye bye. Yes. Không có dễ đâu nha. Không có thể nào qua mặt được Lâm Tâm Phai này đâu. Lúc nãy thực ra em đã để lòi ra một kẻ hở. Sao đi đâu cũng bị mẹ với bà Lâm phát hiện nha. Không được, có khi chỗ này cũng không còn an toàn nữa. Chị ơi, cho em xin cái thẻ phòng. Dạ, đây là thẻ phòng của chị ạ. Dạ. Chị Lâm, bà làm cái gì như ma ám vậy? Cô Một. Mẹ em đâu? Chị có cách kêu người phụ nữ quyền lực đó, em mới đứng lại đúng không? Còn chị là người phụ nữ bất lực, nên em không bao giờ chịu gặp chị, em trốn chui trốn nhủi đúng không? Em biết rồi đó, thực sự chị đâu có muốn về đây đâu. Tại vì mẹ của em đó, mẹ của em giao nhiệm vụ trọng trách này cho chị. Chị phải về đây đi tìm em và theo dõi em và coi em làm những cái gì. Em hiểu chưa? Vậy thôi chị đi về Mỹ đi, em không muốn gặp chị nữa. Trời ơi, sao được em.
Mẹ giao cái trọng trách này quan trọng lắm, chị không thể nào rời xa em. Chị sẽ đi theo em cùng trời cuối đất. Em à, chị không có bỏ em được đâu. Mà chị mà không có lo được cho em, chị không dám về Mỹ. Tại vì á, mẹ nói á, nếu mà không có lo được thì đừng có về Mỹ nữa. Chị sẽ chấp nhận chị ở đây, chị chết già, chết héo, chết hắt, chết khô, để không dám về Mỹ, chị ở đây lo cho em thôi. Thôi, được rồi, nói vậy tôi hiểu rồi. Chị cũng già cả rồi. Cũng lớn nhưng mà chưa có lớn nhiều hết nha. Bay đường xa mệt không? Mệt chứ. Trái múi giờ nữa. Đi lên nghỉ. Nói trái múi giờ tự nhiên buồn ngủ quá. Mà em nói nha, nguyên tắc của em là 3 không: không nghe, không thấy, không mét. Trời, cái gì vậy trời? Không nghe, không thấy, có nghĩa là không biết rồi đúng không? Vậy sao mét? Ừ, đúng rồi, nói như không nói vậy. Bây giờ chị có đi lên phòng không? Chị đi chứ không đi. Dạ. Mô Phật, mô Phật. Dạ, con cảm ơn trời Phật. Con cảm ơn chín phương trời, mười phương Phật. Trên có thổ công, dưới sông có hà bá. Xa lộ của nón bảo hộ. Chút xíu gặp sao quả tạ chiếu rồi. Ôi da, hơi quá. Ủa, mà sao hai đó ở đây? Anh có nói bí mật của tôi cho ai nghe không vậy? Không, anh đã bởi mới về với cưng mà. Anh đâu phải trại tâm thần mới xả anh ra đâu. Điên khùng gì mà anh nói. Anh ma với mỏ anh lại kính như bưng vậy đó. Ngay cả mợ quanh anh còn không hé nửa lời nữa mà. Vậy sao hai đó ở chung khách sạn với mình? Không lẽ? Không lẽ? Cũng tại anh hết á. Lo tám với tài xế taxi làm mất tập trung. Giờ trễ hẹn người ta hết chưa? Thiệt tình là Tommy chưa thấy tài xế taxi nào mà sói ca như ảnh á. Lái taxi mà đẹp trai quá. Cho nên là Tommy không thể không tám với ảnh được. Nhưng mà trễ có 5 phút thôi chứ bộ. I'm sorry. Hey, mời hai anh cà phê. Thanks. À, xin lỗi anh, tôi đến hơi trễ. Không sao đâu, mấy anh cứ thoải mái. Trời, cưng ơi, đẹp trai, lịch sự, còn gái lăng nữa chứ. Cảm ơn anh. Ủa, nghe hả? Nghe. Thôi, tôi sẽ đi vào thẳng vấn đề. Khoan. Trước khi vào thẳng vấn đề, cho phép Tommy được nhập đề. Nhập đề là gì anh? Nó cũng đơn giản thôi. Có một chuyện nhỏ xíu với con cuốn chiếu gì đó. Tommy hơi thắc mắc. Muốn là tại sao cái tiệm nail trên mặt bằng nhà mình á, yeah, nhìn cũng hoành tráng lệ lắm. Sao ngừng hoạt động ngang vậy? Có thể là họ hoạt động không hiệu quả, hoặc là họ làm về nail nhưng mà không biết gì về nail hết. Theo tôi biết á, các anh là những người có kinh nghiệm làm về nail ở bên nước ngoài đúng không? Nhưng mà chưa chắc thành công ở mảnh đất này đâu. Ok, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tụi tôi sẽ cố gắng. À, đây là hợp đồng tôi đã soạn sẵn rồi. Anh chỉ cần ký rồi thôi. Rồi chúng ta cùng ra nhà băng. Tôi sẽ cọc cho anh 6 tháng. Thôi không cần đâu. Wow. Không cần nhận tiền cọc luôn à? Oh my god. Thank you. Không phải. Ý tôi là mình không cần phải ký hợp đồng đâu. Ủa? Tại sao mình không ký hợp đồng? Tại vì tôi đã cho người khác thuê rồi. Tính làm vậy là không có được đó nghe. Tính đã hứa cho tụi này thuê mặt bằng rồi. Bây giờ tính đổi ý cho người khác thuê là sao? Tự nhiên vậy là không có được đâu đó. Xin lỗi các anh. Nhưng mà vì các anh tới trễ nên trong thời gian đó tôi đã cho người khác thuê rồi. Nhưng mà trễ chỉ có 5 phút thôi chứ bộ. Xin lỗi, tôi có điện thoại. Alo, em tới rồi hả? Ai vậy? Anh,
bà Phai. Tommy Phai. Ủa nói vậy mọi người biết nhau hả? Không những quen mà còn quá quen nữa là khác. Quá rành nữa là khác à. Ôi vậy là tốt rồi. Xin giới thiệu với mọi người, Hạnh là người thân mặt bằng của tôi á. Anh thấy tác hại của 5 phút chưa? Nhưng mà đâu phải tại anh đâu. Tại hai người này nè, lúc nào cũng rình rập theo dõi mình, rồi dùng mọi thủ đoạn để mà phỏng trái trên tiệm nail của mình. Tức nữa. Trên đoàn câu. Nhiều giảm xuống 5 đồng cho bỏ. Không có nhân vậy gì hết. I'm so busy. Bye. Không có mình là không có đứa nào làm được cái việc gì hết á. Màu hồng Pink Nail sẽ là đế chế của toàn vùng này. Oh no. All the world. Toàn thế giới. Ủa? Trời ơi chị Một, hôm nay chị giống như một diva thế giới đó. Chị cái dipping powder mới về đó, hàng này hot lắm á, không biết bên chị có xài không? Em có bao âm bao nhiêu like? 10 like chị. Chị lấy hết. 10 like đi hết luôn hả? Ok 10 like. Mấy cái like dipping powder của chị đâu hết rồi cưng? Sao chưa có giao hàng cho chị vậy? Hôm bữa chị có order nhưng mà chị không có deposit tiền nên là cái hàng đó bán rồi. Em buôn bán sao vậy? Hả? Thì... con phải giao hàng người ta mới giao tiền chứ. Bây giờ muốn bao nhiêu? Chị ghi cái check cho 100,000 chị cũng ký liền cho em đó. Nhìn kỹ chị nè, biết chị là ai không? Biết. Chị là khách hàng Diamond ở đây biết chưa? Hey man. Hả? Who am I? You are Diamond too. Me too. Em ơi, nhìn kỹ đi, Diamond kia là cát sạn sỏi mà còn Diamond đây clear nha. Đó thấy không, cái dàn khè không, thấy chưa? Trời ơi, sao hai chị cứ cãi nhau hoài vậy? Đừng có số đo nha nữa được không? Muôn đời, bây giờ và mãi mãi, chị phải là số 1. Người ta khôn quá thì never say never nghe. Lấy lại không kịp á. Tôi nè, number one forever. Rồi tôi biết hai người ai cũng là số 1 hết á. Hai chị cứ cãi nhau hoài, sao mà không hòa thuận sống chung với nhau. Bây giờ nè, tôi có 10 cái dipping powder line nè, thì mỗi người 5 cái về xài, khách đông đúng không? Việc gì phải tranh giành nhau. Em, chị không bao giờ tranh giành với ai hết. Những cái bà này bà tranh với chị. Nè, chị không có tranh mà bà giành của chị. You tranh của mi. You giành của mi. You tranh mi. You giành mi. You tranh mi. You giành mi. You tranh mi. You. Stop. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi biết rồi, một bên á là bên nail, một bên á là win nail, bà á là chùm nail, còn bà á là nail chùm. Sao cứ cãi nhau hoài vậy? Đúng là nail bích đại chiến rồi. Sao mẹ lúc nào cũng có thành kiến chuyện về Việt Nam ở tiệm nail vậy ta? Ủa mẹ không nhớ quê hả? Xong rồi. Anh sửa soạn xong rồi. Bây giờ mình chuẩn bị đi chơi nha cưng. Thôi anh ơi, giờ em không có tâm trí đâu đi chơi với anh đó. What's up? What's up? Chuyện gì vậy? Không đi phải nói anh ta một tiếng chứ. Đi làm mất 2 tiếng đồng hồ sửa soạn làm đẹp của người ta hả? Lẽ giờ vô tẩy trang lại. Thiệt là. Phát, anh đang nói chuyện với cưng đó. Đua không lại người ta thì thôi, đừng làm mất hứng của người khác chứ. Cưng thiệt là quá đáng à. Mẹ gọi nè, em nghe máy đi. Chuyện nhà ai nấy lo, tôi không có hứng.
Nếu mẹ gọi đây la con thì con cúp máy đây. Cái gì? Mẹ đồng ý cho con mở tiệm nail Việt Nam hả? Dạ dạ, dạ rồi, mai con đi kiếm mặt bằng liền. Dạ. Hả? Sao nhất định phải làm như vậy? Chào em. Ha, anh Tính. Anh Tính có nhớ Lâm không? Dạ. Lâm thì rất là nhớ anh Tính đó. Chào chị, em nhớ chị mà. Lâm. Ờ. Sao? Ngồi đâu cũng được mà, ngồi đây cũng được. Ở đây. Qua đó hả? Ờ, thì qua hay qua. Lâm đi qua kia nhé. À, dạ. Mặt cái cưng đó, mặt như thiên thần gì đó. Mấy cái râu chỉ ra như cái bàn chân gì đó. Dạ, à, xin lỗi nha, tại vì Sài Gòn kẹt xe quá à. Ừ, không sao, anh cũng mới tới mà. Anh tốt quá à, không có anh chắc em bơi giữa Sài Gòn này luôn á. Thực ra Tính biết không, Lâm ví Tính giống như là một cái phao gì đó. Mỗi lần mà tụi này có một cái chuyện gì đó là Tính quăng cái phao ra, cái tụi này chụp lấy cái phao, tụi này đưa lên cái phao. Chị nói quá. Mà chị hả? Em nhỏ tuổi hơn chị á, có gì chị gọi em là em đi cho nó tự nhiên nha. Nè, Tính chắc chưa bao giờ ở bên Mỹ phải không, nên Tính đâu có biết cái quy luật của bên Mỹ đâu. Ở bên Mỹ đó, người ta kiên nhất là hỏi tuổi người phụ nữ. Cái điều thứ hai kiên nhất á, là không bao giờ được gọi phụ nữ bằng chị, dù là có già đi chăng nữa. Mà cái điều thứ ba đó là cái chữ chị ở Mỹ nó không bao giờ có, nó chỉ có chữ you and me. Yes. Dạ em biết rồi chị. Nữa hả? Cũng chị nữa hả? Dạ. Ôi, chị tao kỹ lắm đó nha. Chị Lâm. Gì? Mẹ gọi. Ủa, mẹ gọi là chuyện của cưng, cứ nghe chuyện mẹ gọi đi. Chị là chị nói chuyện với lại Tính. Dạ, em xin phép. Em ra ngoài nghe điện thoại, chị ngồi đây nói chuyện với anh Tính. Có chuyện gì chị chịu trách nhiệm nha. Con nghe này mẹ. Tính à? Dạ. À, bây giờ đó, cái nhiệm vụ của Lâm á, là phải đi ra phò con Happy chút xíu. Cẩn thận chị. Ủa, cậu tới đây làm cái gì? Dạ. Để không làm mất thời gian của anh thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Tôi nói với anh rồi, về cái vụ mặt bằng đó bây giờ anh tìm tôi làm cái gì nữa? Tôi sẽ trả gấp rưỡi. Gấp rưỡi của anh lớn quá ha. Đủ mua cái uy tín của tôi á hả? Gấp đôi. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Gấp đôi là giá rất là cao để mướn cái mặt bằng đó đó. Tôi nói anh nghe, tôi sợ tôi nói điều này ra thì người ta bảo tôi khoác lác, chứ nhà tôi không thiếu gì ngoài điều kiện. Khoác lác. Đó, thấy chưa, tôi biết anh sẽ nói vậy mà. Để tôi nói cho anh nghe, thương trường như chiến trường vậy á. Anh giữ dư tính với Hạnh không làm anh có thêm tiền đâu anh trai. Ok, tôi đồng ý. Nhưng với điều kiện anh phải đặt cọc 6 tháng tiền nhà, trừ trường hợp anh xù. Ok, chốt. Sao nãy anh nói cho bên tôi thuê, bây giờ lật lọng đổi ý cho bên anh Phát thuê là sao? Đây không phải là lật lọng, đây là làm ăn. Nếu em có thể bỏ số tiền bằng của Phát, anh giao mặt bằng cho em, giá gấp đôi. Gấp đôi? Quá đáng. Trời ơi, sao mà Tính Tính mà không có uy tín gì hết trơn vậy? Sống quá ơi là bội tính luôn à. Nói thiệt nha, lúc nãy nhìn cái mặt cưng rất là thiên thần, bây giờ nhìn kỹ cái mặt như ác quỷ rồi đó, thêm một gốm. Happy, bây giờ mọi chuyện mình giải quyết làm sao đây? Chị rối quá hả? Tại sao vậy?
Tại sao em tên Happy mà cuộc đời của em không có cái gì happy hết trơn vậy? Chị im lặng giùm em chút xíu đi. Thực sự ra là chị lo lắng cho em. Tại vì á, chị không có nghĩ rằng là đối thủ người ta có thể chiếm cái mặt bằng mình một cách trơ tráo như vậy được. Bây giờ họ đòi em gấp đôi cái số tiền ban đầu họ đề ra đó. Cái số tiền đó em thuê được hai cái mặt bằng lớn ở Sài Gòn lần, chị biết chưa? Thực ra cái điều mà chị lo nhất á, là con một mẹ của em đó, bà biết cái chuyện bà number one mà bà chiếm được cái mặt bằng này thiệt á. Ủa, chị nghĩ chắc hả mẹ em hả quậy banh xác luôn. Thì em không nói, chị không nói, âm thầm kiếm chỗ khác làm sao mẹ biết được. Mà thôi, khỏi làm ăn gì nữa hết đi. Em mệt rồi, đi về Mỹ. Em sẽ nói chuyện với mẹ mới được. Thực ra cái câu chuyện nó không phải là vậy đâu. Chuyện là gì nè? Em bình tĩnh, em calm down, ngồi đây nói chuyện với chị chút được không? Để từ từ chị bình tĩnh, chị nói cho nghe. Là thực sự ra là cái chuyện mà cái mặt bằng bị người ta chiếm được á, là chị đã nói với mẹ em biết rồi. Cái gì? Sao chị lại lanh quá vậy? Cái gì cũng lanh chanh lách chanh, không hỏi ý kiến em hết trơn vậy? Thì cũng người trong nhà mà, có chuyện gì phải tỉ tê với nhau chứ giờ sao vợ. Điện thoại gọi. Mẹ em gọi giờ sao? Chị giỏi, chị nghe đi. Hả? Chị nghe hả? Cô à, chuyện không phải gì đâu. Chuyện là vậy nè. Thôi, cô nói chuyện với lại con gái cô đi ha, cho nó dễ hiểu đi ha. Em, nói chuyện với mẹ đi. Năn nỉ mà. Mẹ, sao vậy mẹ? Con làm việc cái kiểu gì mà chỉ có một cái mặt bằng thôi, con cũng không giành được vậy hả? Nhưng mà bây giờ người ta đòi lên gấp đôi lận, mình thuê là sai lầm lận đó mẹ. Con à, mắc bao nhiêu cũng phải dành cho bằng được. Mẹ không có muốn thua con mụ quan đó. Con biết không, cái mặt bằng đó là mặt bằng kỷ niệm đó, Happy. Trời ơi, em thấy không? Mẹ giờ lớn tuổi rồi mà có để mẹ khóc lóc như vậy là không có được đâu. Mẹ mập rồi, mẹ tụ mỡ lên nữa rồi, mẹ đột quỵ, mẹ thôi, chết. Thôi thôi thôi. Được rồi, để con đàm phán lại với người ta được chưa? Bây giờ ý em sao? Ý gì nữa? Gấp đôi được gấp đôi chứ sao? Ý mẹ là ý trời mà. Wow. Yeah. Tôi chấp nhận trả giá gấp đôi. Nhưng tôi đã trả gấp đôi trước cô rồi. Gấp đôi của gấp đôi. Gấp đôi của gấp đôi. Cái gì? Gấp đôi của gấp đôi. Yes. Gấp đôi của gấp đôi. Cô bị điên hả? No. Nhà tôi cũng không có gì ngoài điều kiện. Yes. Anh Tính, mình ra ngoài bàn hợp đồng ha. Em không thích ở đây bàn hợp đồng với lại người lạ, và nhất là mấy người thua cuộc đó. Đi anh. Nghe rõ chưa? Gấp đôi của gấp đôi đó là cái giá của gấp đôi đó. Theo nổi không? Không có theo nổi phải không? Thôi ở lại gấp đũa đi. Cưng, cưng. Sao rồi? Sao rồi? Ký được hợp đồng rồi phải không? Anh biết là cưng sẽ chiến thắng mà. Niềm tin chiến thắng, niềm tin chiến thắng. Ở khách sạn bấm độn, biết em là người chiến thắng rồi. Tí sữa dần mẹo, thình tị ngọ mùi thân dậu, thắng lợi. Chơi rượu đây nè, tối nay mình xuống xác. Xuống xác một mình anh đó. Tới phút chót mà còn hụt. Phát. What? What happened? Cái gì? Cái gì đang xảy ra vậy? Không lẽ Tính người ta thay một mình? Trời ơi, cho con nhiều tiền vô nha, khách ế quá đông, thông khách có tiền vô. Tiền vô nè. Ủa?
Trời ơi, chị đẹp đẹp quá trời đẹp. Từ tóc đẹp, quần đẹp, áo đẹp, giày đẹp, cái gì cũng đẹp hết. Thôi, vậy đủ rồi. Nghe tôi hỏi nè. Sao chị? Cái la đi ping pong rồi có chưa? Có rồi, chiều nay là có. Chiều nay có, chị lấy bao nhiêu like? Chị lấy hết, tất cả mọi like chị lấy hết. Chị không muốn tất cả những tiệm ở cái vùng này là có cái like đó, biết chưa? Ý chị là không có cho thằng pin nail cái gì. Đừng nghĩ vậy, tâm bậy tâm bạ không à. An tâm, em sẽ ưu tiên số 1 cho chị. Chỉ có tiệm chị là có cái like này thôi. Đây hàng mới nha, hot lắm, khách đông lắm. Tiệm chị là số 1, số 1. Trời đó, nghe nè, em cúng em nè, đừng dí vô mặt vậy trời đất ơi. Ủa, mà em nghe nói chị sắp mở tiệm ở bên Việt Nam phải không? Trời ơi, mở tiệm nhỏ xíu chơi cho vui vậy đó mà. Được mấy ghế chị? Có 42 ghế à. Trời ơi, 42 ghế mà nhỏ cái gì? Chị khiêm tốn, 42 ghế là lớn lắm. Chị biết tiệm ở đây có 10 ghế, 15 ghế. Chị là lớn nhất mà chỉ có một mình. Đừng. Chỉ có một mình chị là làm được điều đó thôi. Tất cả mấy tiệm này là không ai bằng chị hết á. Nhưng mà chị nhớ nha, em ưu tiên cho chị phải ưu tiên cho em đó. Đơn giản thôi là tất cả mở tiệm này mới ra, chị phải để em supply. Tiệm em supply đồ cho chị, không chỉ supply không mà ghế nè, bất cứ cái gì em supply hết. Biết thêm rồi. Nữa em tặng, để em nói, em tặng cho chị thêm catalog nè, rồi em tặng thêm kệ, chỉ cần tặng em tặng hết và free shipping. Thôi được rồi, trời nói nhiều mệt quá biết rồi. Nhưng mà có qua có lại biết không? Nhớ nghe, chị Oanh nha, là phải ưu tiên số 1 nghe chưa? Tất nhiên chị Oanh đẹp của em mà ưu tiên số 1. Chỉ có chị là số 1 thôi. Chị hiểu em thương chị nhất trên thế giới này mà. Biết rồi, cứ đi vô tiệm coi có hàng gì mới không? Vô tiệm với em đi. Mặt hàng mới về nhiều lắm, đủ màu sắc, đủ kiểu, giá cả hello. Tốt. Mà đợt này là hàng chính hãng luôn. Vô đừng nói nữa, vô. Vô liền nha. Vui quá, có tiền vô rồi. Thì mợ cũng đang tính gọi con đây nè. Trời, cái chuyện mà cái tiệm nail bên Sài Gòn đó, thằng Phát là mợ trở tay không kịp à. Thì cứ nói Tommy báo cáo thường xuyên cho mợ. Cái gì mợ giải quyết cũng được biết chưa? Hả? What? Mày nói cái gì? Anh em ta là một gia đình. Một gia đình phải chơi hết mình. Chơi hết mình cái bụng không sình, chơi một mình cái bụng trình. Quậy lên. Quậy lên. Toàn là mùi rượu. Ơi Phát ơi. Gì? Quá rồi nè. Phát. Em ngồi anh đùi anh à. Thôi điên quá. Ông ấy ngồi anh đầu anh nè. Ngồi anh đầu. Xỉn rồi. Rồi hả? Nói xỉn. Phải gọi cho Khanh. Nó Alo. Không phải Khanh mà là Mở Oanh. Mở Number One. Mở Number One. Mở. Con chính thức báo cáo với mợ một tin rất vui. Mặt bằng mà mình định thuê đã bị con mén Happy, con của mụ một, cướp mất rồi. Con nói với Phát đội giá lên gấp đôi, nhưng mẹ con mụ một đã trả gấp đôi của gấp đôi. Buồn không mà? Buồn chứ. Buồn chờ mà. Dạ, có nghe. Trời ơi, thì người ta trả giá cao hơn. Mình mất là đúng rồi. Thuận mua vừa bán mà mẹ. Không được, mẹ không muốn thua bà một bằng mọi giá. Con phải dựng lại được mặt bằng đó cho mẹ. Trả gấp 2, gấp 3 gì cũng được hết á. Con thì không hiểu nổi luôn á. Ở cái đất Sài Gòn này có biết bao nhiêu là cái mặt bằng ngon. Sao nhất định mẹ phải chọn chỗ đó? Con cứ làm theo ý mẹ. Mẹ biết tính toán. Ủa, Tommy, viết nó mất rồi. Tommy xỉn rồi mẹ. Thôi được rồi, con đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Yêu thầm tôi phải không? Ngủ đi. Chị Lâm. Cái gì vậy? Trời đất ơi, sao cái áo của em dính tùm lum vậy nè? Đâu được coi. Nè. Hả? Trời.
lỗi của khách sạn nè. Chị gom đồ cho người ta giặt mà người ta giặt ta không có biết phân tích màu trắng ra màu trắng, đồ màu nó dính từ lưa gì đó. Thôi đi khách sạn gì, chị đưa cho người ta chị phải biết phân biệt ra chứ ai đâu mà rảnh hơi. Trời ơi, chị đưa cho người ta phải phân tích được cục nào ra cục đó để cho nó khỏi dính màu chứ. Cười quá, bây giờ tôi mặc cái gì đi ký hợp đồng với người ta đây. Nhưng mà chị nói cho em, chị góp ý sơ nha. Gì? Thật sự ra đó, em con gái á, mà em ăn bận giống như cái thằng con trai vậy đó. Em đi ký hợp đồng em mặc vậy rồi sao quyến rũ được người ta. Em đợi chị chút xíu đi, để chị tính cho. Trời, cái gì vậy? Tôi đưa đồ cho bộ, tôi đưa bom, nó làm gì mà thảm thốt hơn. La gì? Đâu ra đây? Trời, chị mượn của con nhỏ giặt đồ với khách sạn á. Rồi sao mượn được? Thì chị xuống chị mắng vốn nó. Chị nói chỗ giặt đồ cho người ta mà hư hết trơn luôn, dính màu. Lọt đọt nó phải đền bù lại cho chị liền. Nó lấy đồ của nó cho mình mượn đó. Có mượn gì mượn của người ta, quần áo gì cho em, nó mượn cái đầm, có bao giờ mặc đầm đâu. Trời em ơi, đó, cái sai lầm của em là vậy đó. Em là con gái, phận là con gái, mình phải mặc đầm lên nó mới đẹp đến hấp dẫn. Em mặc đồ mà em đi ký hợp đồng, em mặc đồ như con trai vậy ai mà nhìn. Mà em biết hôm nay ký hợp đồng là một cái thằng rất là đẹp trai, mà em ăn mặc như vậy là không bao giờ gợi cảm được. Chị mặc cái đầm này đi. Rồi em mặc gì? Chị cởi bộ đồ chị ra kìa. Hả? Không có được. Chị mặc đầm hở lưng không có được. Tại vì hồi nhỏ đó chị đánh lộn nhiều lắm nên lưng chị nó thẹo không à. Chị mặc cái này chết chị luôn á. Em mặc được đó, em con gái mới lắm, em mặc cái này nó dễ thương nè. Thôi nghe lời chị đi, mặc đi cưng. Chút. Mặc cho nó nữ tính nè. Alo, em nghe anh Tính. Dạ, tụi em tới liền. Anh đợi chút xíu nha. Dạ. Chết một giờ sao? Giờ sao là sao? Nhưng... Bây giờ vô mặc đồ đi rồi đi đến gặp anh Tính giờ sao? Nè. Rồi giày cao gót nữa. Trời, em nghĩ sao vậy? Chị còn quất cái giày cả tấc nữa. Em cũng phải y chang chị, hai chị em mình nó mới đẹp. Vô người ta mới thích mình. Chứ không mà em mặc xấu là nó thích chị chứ nó không thích em. Mệt quá. Mà nè, nó nghe nè. Gì nữa? Mặc bộ đồ này là phong thủy tôi chịu rồi đó. Nhưng mà lát nữa mặc xong là phải ra đi ăn chè đậu đỏ rồi cho nó có lọc nha, hên á. Đậu đỏ gì nữa? Không bớt mê Tính giùm tôi đi. Bà đi mua bí đỏ bí ăn nữa kìa. Ờ, sao không mua bí đỏ ta? Hay em ngồi đây đợi chị chút đi, chị xuống mua bí đỏ. Thôi! Trời, nhỏ này. Con nít bây giờ nó đi thi nó còn phải ăn chè đậu nó mới đậu. Mình đi ký hợp đồng lớn giá trị như vậy mà không ăn chè đậu sao mà nó đậu được. Chè hơn, chè ngon quá à. Nhỏ này nó không chịu ăn là một sai lầm rất là lớn. Kiến chè này nè, trời ơi, tôi lặn lội tôi mua từ khuya hôm qua, tôi cất tôi để dần. Wow, một chút nhạt như nhẹn. Trời ơi, sao em tôi đẹp quá vậy? Em xem một vòng cho chị coi coi nào. Wow, trời ơi, cái lưng quay lại sau cái lưng. Trời ơi, cuộc đời của chị ước gì cái lưng chị nà nụt như vậy. Chị không có 10 vết thẹo sau lưng là đảm bảo chị mặc cái đầm này rồi. Ê, nói nghe nè. Khi mà mình mặc đầm rồi á, là con gái mình phải đi cho nó mềm mại, chứ phải đi cứng rắn cho cái người con trai như vậy. Nhưng mà nó cao sao em đi được? Từ từ rồi sẽ quen. Từ nay trở đi nè, theo chị á là em quay lại với cái thời trang đầm này đi nha. Chứ không được mặc quần sọt, áo bun, quần tây, quần jean gì. Dẹp đi. Đi gì nè, dễ giờ nè, nhanh lên. Đi đâu? Thì... Dễ từ từ, đâu coi. Không được. Phải đúng 9 phút nữa mới đi ra khỏi nhà. Gì 9 phút nữa? Trước khi đi ký hợp đồng rồi, chị đi coi lại lấy giờ hoàng đạo. Hoàng đạo gì? Hôm nay là ngày 9 tháng 9, đúng 9 giờ 9 phút, bước ra ngoài đường, bước đi 9 bước. Đúng hướng chính tây xá chính xá, mình lên đường ký hợp đồng đậu liền luôn. Thôi bà ơi, bà bớt mê Tính giùm tôi cái đi, trễ giờ của em hết rồi nè. Đảm bảo em không trễ, mình cứ chậm mà chắc. Mình đi kỳ này là đảm bảo em là ký được hợp đồng. Nếu không ký được chị đền cho em, ok. Nhớ nha. Ăn hết chén chè đậu nữa là đậu nữa luôn á. Giờ hoàng đạo của chị đây hả? Biết được. Trời em ơi, thực sự ra đó hột dịch lộn nó còn lộn, nó huống chi cái giờ hoàng đạo. Mà làm sao mà tính được ba cái chuyện này. Đó em thấy không, trước khi đi cũng tính phong thủy hết trơn rồi,
có ai mà đi ký hợp đồng mà mặc cái bộ đồ đỏ lè đỏ lét gì không? Ra đường mà trâu bò thấy là nó hút chết luôn á. Còn 15 phút nữa là tới giờ đó. Lần nào cũng trễ hết trơn á. Hôm nay mà không ký được hợp đồng, chị tự nói chuyện với mẹ em nha. Ủa gì kỳ vậy? Sao tự nhiên ba chuyện đó đổ lỗi cho chị vậy? Chứ ai? Tự nhiên đâu không à. Cái này ai mà muốn đâu. Thật sự ra là cũng tính toán hết rồi. Cái lỗi này đó, lỗi là cha tài xế nè. Bác Tài, bác Tài có cách nào đi lẹ lẹ không? Chứ bác lái gì mà như rùa bò cái này. Kiểu này chắc tới Tết mới tới nơi luôn á. Bác thấy không? Trời, chị thông cảm đi em, chạy nhanh em ói đó. Hả? Cái gì? Ông làm tài xế mà ông chạy nhanh ông ói hả? Trời ơi, bệnh gì mà nghiệt ngã vậy? Nè. Sao? Ông lái xe, biết lái xe lâu chưa vậy? Thú thiệt là em lấy bằng được 1 tuần rồi chị ơi. Trời ơi, cái này không phải là lỗi, không phải lỗi tại chị nha. Mà lỗi do định mệnh đó, thấy không? Gặp cha tài xế nghiệt ngã quá, mới vừa ra nghề mà lái xe sợ ói nữa. Má ơi, chắc chết luôn quá à. Bác Tài ơi, bắt đi kiểu này tôi nghĩ chắc tôi xuống ông đẩy bộ, tôi thấy còn lẹ hơn ông lái nữa. Chứ giờ bắt lái kiểu này nè, thấy không? Xe đạp nó còn vượt qua được mặt bác nữa, chứ huống chi mà xe máy. Sao vậy? Chị sao vậy? Đau đục thừa hả? Sao vậy? Phải đau đục thừa em ơi. Sao? Hồi sáng em nhớ không? Có cái bịch chè đó, chị lấy chị ăn. Mà chị đâu có nghĩ là nó thiêu đâu. Bây giờ chị mới biết là bị chột bụng là do chè thiêu nè. Ôi trời, rồi bây giờ tính sao? Trời ơi, bây giờ biết sao giờ? Trời ơi, ôi sao trời chết. Bác Tài. Sao? Bác Tài giúp tôi kiếm cái toilet nào cho tôi giải quyết chút được không bác Tài? Trời đất ơi, đường xá giữa đường xá toilet đâu có trời. Chứ giờ sao tôi chịu hết nổi luôn. Ôi cha. Ấy, bác Tài, có cách nào không bác Tài? Thôi 2 giờ em tấp vô chỗ đường rồi, chị kiếm gốc cây chị đi đi. Trời ơi, anh Tài, anh ác quá. Anh Tài ơi, anh nghĩ sao vậy? Tôi con gái mà Việt Kiều về nữa. Bác nghĩ sao bác thả vô dưới gốc cây rồi tôi làm gì rồi? Trời, thiên hạ ta nhìn tôi với ánh mắt nào trời. Có cách nào không? Cái gì nói lớn là nói cái gì trong họng vậy? Trời ơi, em nghĩ đi. Trời ơi, đau bụng này mà nói lớn ra một cái nó phụt ra như núi lửa luôn đó. Mình phải nói nhỏ gì nó mới kềm được ở trong người. Trời ơi, bác Tài ơi, không nhất được nhau thì thôi, nữa lòng nào bác thắng tóc kiểu đó. Bác đạp như vậy một cái là nó phun ra là ăn cả đám luôn. Trời ơi, không có được đâu nha, xe mới rửa hôm qua đó, mới vệ sinh đó. Thì bởi vì tôi biết mà, tôi biết chứ, tôi lịch sự mà, tôi biết xe mới mua. Ôi, có cách nào không? Bác Tài còn cách nào không bác Tài? Có. Mới nhớ ra rồi, nhờ cách này mà, chứ không là bà bầu bà để trên xe tôi rồi đó. Ủa, gì cách gì, tôi cách gì bác Tài? Bây giờ chị hít thật sâu vô. Hít thật sâu vô. Rồi từ đếm từ 1 tới 3 cái rồi chị thở ra. Đếm 1. 1. 2. 2. 3. 3. Thở ra. Ổn chưa? Ổn. Lại nha. Lại lần nữa nè. Hít vô. Hít vô. Đếm 1. 1. 2. 2. 3. Ba thở ra. Thở ra. Ba thở ra. Bây giờ ba mà thở ra một cái là nó ra. Cũng may á là anh Tính cũng có việc, chứ không là tụi em lại tới trễ nữa rồi. Có gì đâu, anh bị cho leo cây rít quen à. Mời chị. Cảm ơn em. Uống đi em. Dạ. Chịu. Bà công nhận ha. Hai người hôm nay đi ký hợp đồng mà mặc đồ coi vẻ sặc sỡ hết tới rồi đó. Trời ơi, đi ký hợp đồng mà cưng, mình phải mặc một bộ đồ đỏ cho em nhỏ nó vui nè. Thấy không, giống như bao lì xì, thấy không? Đây giống dĩa tiết canh không? Hên liền. Uống nước nha. Dạ, anh coi cái bản hợp đồng này ha. Chột bụng nữa. Sao đây nha. Nữa hả chị? Nữa. Mới có lần 3. Chị đi cái. Chị đi vui vẻ. Em sao mua thuốc cầm cho chị đi, để chị đi hoài vậy? Em mua rồi. Vẫn không cầm được luôn. Trời ơi, dẫn chị đi khám bác sĩ đi. Thôi anh ơi, bàn chuyện hợp đồng đi, đừng bàn chuyện đó nữa. Ok. Đây. Úi da. Đỡ chưa? Đỡ. Thật sự ổn chưa chị? Thật sự là ổn đó. Bây giờ là mọi chuyện khỏe rồi. Giờ bây giờ mình ký hợp đồng đi. Dạ, anh ký hợp đồng luôn ha. Rồi, ok. Dạ.
ai cho phép mà ký?